Dạ, và sau đây cũng vừa xin được phép giới thiệu đến bà con cô bác một giọng ca rất là hài hước. Lên đâm, lên đâm. Lên phụ anh. Dạ, em hát anh ạ. Em hát hả? Dạ, em đã chuẩn bị 15 bài. Em đã chuẩn bị 15 bài hả? Dạ đúng rồi. Em hỏi bà con cô bác có chuẩn bị cái gì chưa? Chuẩn bị ví dụ cà chua, dép cái gì đó. Anh ơi, hả? Bây giờ em đã luyện rồi. Luyện rồi hả? Sắp tới anh ra một cái MV Tết nữa. MV luôn hả? Dạ. Em khi nào em ra? Dạ khoảng thì mùng 1 Tết em ra. Thì bà con mùng 1 ngủ nha, đừng có xem nha. Anh này ngủ thiệt. Bà con biết không? Cái ngày mà diễn ra cái mà hội quán ngôi sao miệt vườn là bé Trâm đã đăng ký một tiết mục, đó là tiết mục xiết dây. À. Nhưng mà anh Khương nói là em ơi, em làm người đi, em đừng làm khỉ Trâm à. Đó, em lên đây em xiết rồi à, bà con thấy vậy bà con bỏ về hết. Ừ. Đó cho nên là bé Trâm bỏ chứ không là thôi. Nhưng mà bà con yên tâm đi, lần sau bé Trâm sẽ đăng ký một tiết mục, không hát thì nhảy, không nhảy em múa lửa, không múa lửa em xiết dây, được không ạ? À? Dạ cho một nàng phóng tay mà cô bác ơi. Không, em thấy bà con không ủng hộ anh ơi. Ủng hộ kìa. Dạ bà con có ủng hộ không? Sao thấy im lặng quá à? Dạ tính ra nếu mà bà con bác mà xem ngôi sao miệt vườn từ mùa 1 là bà bác đã thấy đã biết hồi bé Trâm rồi. Lúc đó mà bạn mang bầu bé Tiger, bé Leon rồi lên dạ. Và diễn rồi mấy ngày nữa đi sinh đó. Nhưng mà anh biết không, nhờ cái đợt đó anh nói là Trâm ơi ở diễn phụ họa giùm anh đi, mà bây giờ anh thấy con trai em ơi hài hước hả? Nó hài hước lắm đó. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con bác rất là nhiều. Trong chương trình nhân ngày hôm nay còn rất rất nhiều tiết mục hay và hấp dẫn. Hy vọng là bà con bác ở đến cuối chương trình luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục gì nữa Trâm? Dạ bây giờ thì mời kính mời bà con mình sẽ tới một tiết mục rất là dễ thương, đó là lời tỏ tình dễ thương của ca sĩ Châu Ngọc Tiên. Xin mời ạ. Con gái rượu của danh ca Châu Thanh. Dạ. Xin mời Châu Ngọc Tiên. Mời bà con mình cho một tràng pháo tay được không ạ? Bên nhau cũng say xưa khúc tình, mình
Cảm ơn những tràng vỗ tay thân thương cả nhà rất là nhiều. Bây giờ một ca khúc kế tiếp, cho phép cho ông Tiên xin được hỏi là bà con mình muốn nghe Tiên hát nhạc sôi động tiếp tục hay là nhạc buồn ạ? Nhỏ quá nghe vậy. Sôi động hay là buồn ạ? Sôi động á. Có thể cho Tiên nghe một tràng vỗ tay to hơn được không ạ? Ở phía xa nữa nha, mình nhớ cùng hòa chung cho bà con phía xa trong buổi tối hôm nay thật là nóng nhất có thể, đầy náo nhiệt nha bà con nha. Và để đáp lại sự yêu thương của cả nhà, một ca khúc sôi động, rất là dễ thương, được mang tên Xin Đừng Hái Hoa. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Thank you. Vỗ tay nè. Hey. Cho ngày lễ càng thêm vui nha. Cảm ơn rất nhiều những tràng vỗ tay của tất cả bà con thân yêu đã dành cho Ngọc Tiên. Cảm ơn Tiên nhiều nha. Xin lắng xuống. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn bà con bác đã dành những tràng vỗ tay rất là nồng nhiệt cho Châu Ngọc Tiên. Dạ. Bà con bác có muốn nghe Châu Ngọc Tiên hát nữa không ạ? Hả? Nữa không bà con? Nghe nó cao quá. Nhưng mà bài này là anh em cần sự hỗ trợ của anh nữa nha. Anh hả? Dạ. Anh nhảy hả? Bà con, mình đồng ý là hai anh em bữa nay hát song ca tại đây được không ạ? Wow. Tội bà con vỗ tay quá trời. Quá trời, không dạ. Hát được rồi. Phương Dừa với Châu Ngọc Tiên cũng có kết hợp hát đôi bài, cũng may mắn được bà bác thương. Dạ. Hôm nay thì Châu Ngọc Tiên cũng có nói Phương Dừa là hơi lâu lâu anh em mình xuất hiện cùng sân khấu, cho nên họ kết hợp hát một bài để gửi cho bà con cô bác. Rồi hôm nay mấy bữa nay Phương Dừa nói chung là ở đây suốt rồi Phương Dừa gặp gỡ bà con cô bác, Phương Dừa nói chuyện á, cho nên là bây giờ nó giọng nó như là muốn bể luôn rồi. Không sao đúng không bà con? Dạ vỗ tay lớn cho anh tự tin anh hát tiếp tục cho bà con. Dạ tính ra bà con bác cũng muốn em hát chứ bộ. Đúng rồi. Và hôm nay em cũng rất là chúc mừng anh trai. Dạ cảm ơn em gái. Dạ, nghe đồn là quán cà phê lớn nhất tại Bình Chánh á. Đúng đó. Dạ, mà được bà con bác yêu thương nhiều nhất. Dạ. Còn có nhiều quán cà phê còn lớn hơn nữa. Ở trong đây là mình kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao truyền thông huyện. Đó, mình tạo được một sân chơi như vậy để cho bà con bác địa phương đến để thưởng thức văn nghệ. Thì nói chung là anh cũng rất là vui. Rồi các anh chị ban lãnh đạo ở địa phương cũng rất là vui. Hy vọng là hội quán sẽ được bà con bác ngày càng yêu thương và tạo điều kiện phát triển hơn nữa. Dạ thì thôi, thể theo yêu cầu của bà con bác, chắc Phương Dừa với lại Châu Ngọc Tiên sẽ gửi đến bà con bác một bài hát sôi động. Sôi động hả? Ủa bà con bác có nghe Phương Dừa hát nhạc sôi động chưa vậy? Sôi động hay là bolero bà con? Hả? Bolero kìa, phía sau mấy cô chú bolero quá kìa. Dạ bolero ha. Tại vì nãy bên trong đó là có mấy cô chú có nói là đợt rồi mà anh em mình ra cái bài Tình Ấm Chiều Quê mà cũng may mắn được bà con thương, cũng được lên top đồ đó. Dạ. Nên là bà con muốn yêu cầu bài đó. Bây giờ hai anh em mình hát bài Tình Ấm Chiều Quê để tặng cho bà con nha. Dạ. Một tràng vỗ tay bà con bác ơi. Mày chắc hát thêm mấy bài nữa. Trời đúng quá, hát thêm mấy bài rồi. Dạ. Má ơi, tôi vừa anh bỏ con đi đâu rồi má ơi? Anh đây nè. Bỏ đi đâu là đi đâu? Trời ơi, tôi ngoài đó chứ đâu Ngọc Tiên kìa. Phương Dừa xin chia sẻ và con bác một xíu. Cho em chia sẻ cho hai mẹ con, cho em chia sẻ xíu. Em nhớ lại cái thời mà em làm những cái game show á. Rồi lúc đó em là giám đốc sản xuất. Xong rồi em phải lên sân khấu để em trả lời báo chí á. Mà nói em lên mình rung, em chỉ nói lung tung sầu an luôn đó. Rồi nói chung là nói làm nhiều mùa lắm, rồi mùa nào nên nói cũng rất là rung. Rồi xong rồi tới khi mà Phương Dừa mà chuyển qua, Phương Dừa quay hậu trường YouTube, Phương Dừa cũng không dám đứng trước mặt cái máy quay để Phương Dừa quay nữa. Rồi Phương Dừa phải đứng sau Phương Dừa nói. Dạ cảm ơn con nhiều. Dạ thì từ từ Phương Dừa cũng tập luyện. Dạ cảm ơn con nhiều. Từ từ Phương Dừa cũng tập luyện rồi bắt đầu nói cũng được. Mùa 1 thì nói cũng dấp tùm lum tùm la luôn. Rồi mà quan bác thì thấy cũng vui, cũng cười, cũng ủng hộ. Cho nên mùa 2 Phương Dừa cũng cũng mạnh dạn, cũng dẫn, nó đỡ hơn xíu. Còn hôm nay thực sự là hát thì ngồi hát một mình thì cũng được. Hoặc là có khi vô phòng thu rồi xong đi quay MV. MV thì có mấy đứa em quay thôi, nó không có rung. Bữa nay thật sự lần đầu tiên mà cầm cái micro mà hát trước
ở đây chắc cũng khoảng chắc cũng gần 10.000 bà con bác. Dạ, anh ơi anh hết giờ tâm sự rồi. Bây giờ nói hoài luôn. Mình tâm sự, mình mua ly cà phê, mình ra đường mình ngồi giùm em. Rồi giờ các em giới thiệu ha. Dạ không có. Má ơi. Sao má? Má ơi má. Sao con? Nói. Anh đừng vừa anh bỏ con anh theo gái rồi. Trời ơi, con em nói gái mà bà ơi chứ không phải gái. Em gái. Đúng nói. Chết em gái. Em gái, em gái của buộc á. Con coi lại nhan sắc của con đi. Trời đất ơi, em gái nó đẹp quá trời. Ủa rồi cuối cùng má bên ai? Không biết nữa, cả hai. Dạ thôi đây con người sân khấu lại cho gia đình nha. Cảm ơn Châu. Rồi bây giờ nhiều. Xin kính chào tạm biệt. Dạ. Chúc cho anh trai sẽ luôn được thành công này, vạn sự như ý. Và luôn, đặc biệt là luôn được tình cảm của tất cả quý bà con khắp nơi dành cho anh. Và sẽ ủng hộ thật là nhiều. Cũng mai bán đắt mỗi năm mở một quán bự bự vậy được rồi ha. Mà nói nghe nè, mai mốt nhớ hàng tháng sắp xếp lại để biểu diễn. Để giao lưu cùng bà con bác của hội quán ở sau vườn nha. Ok. Cảm ơn Châu Ngọc Tiên rất là nhiều. Dạ, chúc bà con mình năm mới, một năm mới thật là may mắn và bình an nha. Happy New Year. Nè, gửi em gái luôn. Rồi cảm ơn ca sĩ Châu Ngọc Tiên rất nhiều ạ. Dạ, má thân à, má thân Ngọc. Thấy ông cũng lộn luôn. Anh thương vừa không? Khổ ghê. Mở hàng nó lộn luôn.